xin chào bạn iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max à, năm nay nhờ Apple chuyển qua dùng vật liệu titanium cộng với lại là cái cách bo các cái, cái cạnh viền này nó tròn nó mượt hơn cho nên là cái cảm giác cầm nắm iPhone 15 Pro và Pro Max nó nhẹ nhàng hơn và nó đã hơn rất là nhiều đây là là cái lý do mà mình đã quyết định năm nay mình chuyển lên mình dùng Pro Max thay vì dùng dòng Pro nhỏ gọn như những cái thế trước và mình đã dùng cái Pro Max này được khoảng 2 tuần ha và mình đã đi đến quyết định là bán và chuyển về Pro lại Vậy thì uh, Pro Max nó có cái gì không tốt hay nó có cái gì không phù hợp với mình mà mình lại quyết định chuyển sang dòng Pro thì mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết với bạn trong cái video này. Hy vọng là video sẽ giúp cho những anh em nào vốn là fan của cái dòng Pro hay là đang có ý định chuyển lên Pro Max thì cân uh, nhắc xem có đáng để bỏ thêm 3 đến 4 triệu để nâng cấp lên hay không nha Đầu tiên là mình sẽ nói về cái trọng lượng và kích thước của 15 Pro Max ha. À, trọng lượng của 15 Pro Max nó được giảm đi một chút so với lại cái thế hệ 13 và 14 Pro Max cụ thể là 19 gram và cụ thể hơn nữa là nó nặng tương đương với loại 11 và 12 Pro Max để cho anh em nào đang dùng hai cái thế hệ đó thì dễ hình dung tuy là chỉ có 19 gram thôi nhưng mà nhờ cái cách hoàn thiện bề mặt và bo cong các cái cạnh viền này vốn đã được nhắc tới rất là nhiều rồi thì nó giúp cho cái cảm giác cầm nắm Pro Max tốt hơn rất là nhiều và đây cũng là cái nguyên do chính mà khi mình đổi lên mình chuyển lên mình dùng 15 Pro Max tuy nhiên sau một thời gian dài dùng thì mình nhận ra là cái vấn đề trọng lượng là có thể chấp nhận được nhưng mà cái kích thước của cái máy thì nó vẫn quá lớn để mình có thể sử dụng nó quá lớn so với kích thước bàn tay của mình cụ thể là khi mà dùng cho các cái tác vụ hàng ngày bình thường mình thường xuyên là mình phải kê cái điện thoại lên cái ngón út của mình để mình đỡ nó chứ mình không thể cầm một cách tự nhiên bằng một tay cầm đơn giản như thế này như trên con 15 Pro được và trong khi sử dụng mà cứ kê tỳ đè liên tục thì nó sẽ gây đau hay là nó gây mỏi gây tức lên trên con nút khá là khó chịu ha Cái việc mà sử dụng mà nó có phần khó chịu đến mức mà mình phải mua những cái phụ kiện uh, tương tự như pop socket hay là những cái phụ kiện macer mình gắn vô đây để mình lòn ngón tay vào mình đỡ mình uh, dùng treo lơ lửng vậy thì nó mới đỡ gây áp lực lên cái con nút cho mình và tóm gọn lại là mình cảm thấy nó không thoải mái nó không thoải mái như mình dùng các cái dòng pro trước đây rồi cái việc mà khó khăn trong cái cầm nắm này nó còn đặc biệt nghiêm trọng hơn đối với mình khi mà cầm điện thoại theo phương ngang coi YouTube mà mình cần chuyển qua nội dung ngang thì với 15 Pro mình vẫn có thể cầm theo chiều ngang một cách đơn giản nhẹ nhàng còn 15 Pro Max mà quay ngang lại thì các bạn hiểu có nghĩa là điện thoại nó quá dài cho nên là khi mà mình cầm thì cái phần trọng tâm nó nằm ở giữa điện thoại này và nó vẫn có xu hướng là nó tùy đè dốc xuống cho nên là tay sẽ rất là nhanh mỏi và cực kỳ không thoải mái luôn cái vấn đề này cũng xảy ra với cái lúc mà mình chụp hình nữa Thì mình gần như là mình phải chụp hình bằng hai tay Mình mới cảm thấy an toàn Chứ không thể thoải mái cầm chụp hình bằng một tay Một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng Như trên các dòng pro Đó đó là cái vấn đề về kích thước và ngoại hình ha à, Trọng lượng thì đã được giải quyết Nhưng kích thước thì vẫn là quá lớn đối với mình cái vấn đề thứ hai đó là cái kích thước màn hình hiển thị chúng ta chuyển lên chúng ta dùng Pro Max sẽ có một kích thước màn hình lớn hơn rất là nhiều cụ thể là cái kích thước đường chéo là 6,7 à, so với trên dòng Pro chỉ có 6,1 à, và cái diện tích hữu dụng thực tế to hơn nó vào khoảng 17 phần à, trăm Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thì mình nhận thấy là đối với cá nhân mình những cái khu vực hiển thị lớn hơn này nó không mang lại nhiều lợi ích cho mình cụ thể là đối với công việc á, thì mình thường là mình nhắn tin qua Telegram, qua Zalo, qua Facebook Messenger rồi mình nghe gọi, rồi mình check email, trả lời email. Thì phần lớn những cái tác vụ này nó đều là theo chiều dọc. Và khi mà mình so sánh cái lượng nội dung hiển thị theo chiều dọc thì cái Pro này, cái mức độ hữu dụng của cái việc mà xem nội dung đó, nó không nhiều so với những cái mà mình thường dùng, chỉ đặc biệt nhiều hơn khi mà mình xoay ngang điện thoại lại. Ví dụ mình cần coi những cái nội dung nào hiển thị hình ảnh à, lớn hơn, đẹp hơn, chi tiết hơn thì mình sẽ xoay ngang ra. Thì lúc này Pro Max nó mới phát huy tác dụng. Nhưng mà nó lại quay lại cái vấn đề số 1 đó là quay ngang lại thì máy lại quá nặng để thể dùng trong thời gian dài. Như nên là tiếp mình cũng không còn coi à, nội dung theo chiều ngang với cái Pro Max nữa. À, vậy thì cái vấn đề màn hình lớn hơn đó là mình cũng không được lợi nhiều. À, mình nghĩ cái màn hình lớn hơn của Pro Max nó sẽ có ít hay nói cách khác là nó có lợi đối với những người dùng nào mà hay xem nội dung theo chiều dọc từ những cái nền tảng như là Reel hay là tiktok hay là Shorts thì các bạn sẽ có lợi rất là nhiều bởi vì nó hiển thị phun khung theo chiều dọc thì nó to hơn nó rõ ràng hơn coi nó đã hơn còn cá nhân mình thì mình lại không dùng những cái nền tảng đó cho nên là như mình nói đó cái lợi ích đối với mình của cái màn hình pro max này nó không nhiều đến nỗi mà mình phải đánh đổi hy sinh dùng cái điện thoại to như vậy Rồi cái yếu tố thứ ba đó là cái thời lượng pin. À, thời lượng pin là một trong những cái nguyên nhân chính khiến cho nhiều anh em là bắt buộc phải sử dụng dòng Pro Max thay vì dòng Pro. À, cụ thể thì à, pin của Pro Max sẽ nhiều hơn Pro khoảng 20% trong cùng điều kiện sử dụng. À, có nghĩa là nó à, có thể giúp anh em kéo dài thời lượng sử dụng pin tới tối hoặc là thậm chí là anh em nào dùng ít thì qua đến ngày hôm sau. À, về cá nhân mình á, thì thời lượng pin của Pro hay Pro Max. À, những năm gần đây nó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì mình đã tối ưu hóa hệ thống sạc xếp của mình từ nhà tới công ty và ngay cả trên xe ô tô. Cụ thể là ở công ty mình sẽ đặt một cái đế sạc không dây của Robox và mình cứ tới nơi, mình không làm gì thì mình đặt cái điện thoại lên trên cái sạc đó. Thì có hai vấn đề thứ nhất là mình đặt lên trên đó để mình xem lịch, mình xem các cái lịch hẹn trong ngày rồi mình hoặc là mình xem những cái hình ảnh dạng như là à, kỷ niệm vậy đó, nó chạy qua hình ảnh của người thân. À, một kiểu như là khung tranh trang trí và khi mình đặt như vậy thì cái điện thoại của mình nó cũng đồng thời được sạc cái đế sạc autobox đó nó có thể sạc không dây nhanh 15 w ha cho iphone à, rồi cái thứ hai là ở nhà ở nhà thì mình có tới hai cái đế sạc không dây một cái mình đặt ở bàn làm việc là của Pick design thì cái đế sạc này không có sạc nhanh nhưng mà nó cũng tương đối không quá chậm và cái đế sạc thứ hai là mình để ngay phía trước tivi là cái đế sạc của belkin thì cái đế sạc này cũng là sạc nhanh 15 w thì cứ về nhà mà mình xem tivi thì mình đặt lên cái đế sạc đó đó, có ai có người trong nhà hay ai gọi thì mình nghe hoặc là đối với cái pick design thì mình ra bàn làm việc mình cũng đặt lên đó còn trên xe ô tô thì mình dùng cái đế sạc của base search. mình đang kiếm mua một cái xịn hơn nhưng mà hiện nay mới đang ship về thôi chứ chưa có có còn mình đang dùng cái baseus thì nó cũng sạc trung bình 7,5 w thì lên trên xe uh, khi mà mình di chuyển từ nhà tới cơ quan khoảng 20 phút thì với cái tốc độ sạc uh, của cái đế sạc không dây trên xe ô tô thì cứ khoảng một phần trăm một phút có vậy là mình di chuyển tới nơi thì mình có thể sạc được khoảng 20%. Thì nhờ một cái hệ sinh thái như vậy cho nên là cái điện thoại của mình nó gần như lúc nào nó cũng đầy pin, tức là ít khi mà nó tụt xuống dưới năm phần trăm. Kể cả là mình dùng cái dòng Pro, 13 Pro, 14 Pro chứ không riêng gì là à, dùng 15 Pro Max ha. À, và chính vì cái điều này cho nên là cái lợi thế về pin của Pro Max mình cũng không có cảm nhận được. Nhờ cái hệ sinh thái sạc như vậy và cộng với cái thói quen sử dụng điện thoại cũng như cái tần số sử dụng của mình mà như mình nói, cái vấn đề pin và cái lợi thế về pin của Pro Max nó không thực sự có ý nghĩa với mình nữa. Rồi, cái yếu tố thứ tư tuy nhỏ thôi nhưng mà nó cũng rất là quan trọng đối với mình, đó là cái nút tác vụ ha. à. Cái nút tác vụ trên iPhone 15 Pro Max vì cái kích thước nó quá lớn cho nên là thường xuyên nó nằm ở vị trí không thể với tới với ngón tay cái thay vì như trên iPhone 15 Pro mình đặt tay cái là mình tới điểm để bấm luôn đó còn trên Pro Max thì nó ngoài tầm với và dẫn đến là khi mà mình muốn bấm thì mình phải với thêm một chút xíu và chính vì cái việc với này nó sẽ làm cho cái thao tác nó mất tự nhiên và nó rườm rà hơn so với cái việc là mình dùng những cái nút tắt ở cạnh dưới này nè tay chỉ cần đưa xuống cái là chạm tới rồi thì thay vì vậy thì tại sao mình phải bấm cái nút này đến đối với cái tác vụ gọi camera thôi nha còn đối với những anh em nào mà gán cái tác vụ khác cho nút uh, tác vụ mà phải bới như này cũng sẽ rất là khó chịu. Mình cảm thấy là khi dùng 15 Pro mình sẽ bấm cái nút này dễ hơn, khai thác nó được nhiều hơn. Về cái nút này thì nó rất là mạnh và mình đã có một bài viết rất là chi tiết về nó về những cái tính năng và những cái khả năng những cái phần mềm mà chúng ta có thể gán được cho nó. Cho nên là anh em nhất định là nên tận dụng để khai thác cái nút này. ý cuối cùng đó chính là cái camera tele 5X trên 15 Pro Max ha. Camera tele 5X có đẹp hay không? Với cá nhân mình là mình khẳng định là nó đẹp và nó hữu dụng. Chứ chê nó so với camera 3X của 15 Pro là không có đúng ha. Không có đặt trên một cái bàn kênh hay là trên một cái góc nhìn. À, so sánh như vậy là nó sẽ bị chênh lệch. À, camera 5X của 15 Pro Max đẹp và hữu dụng. Đặc biệt là khi mà chúng ta ngồi một chỗ thì chúng ta đứng một chỗ và chúng ta chụp những cái vật thể ở xa chúng ta chụp cận lại thì chúng ta sẽ có một tấm hình cận với độ nét cao và đó là cái điều mà camera 3 x sẽ không thể làm được zoom lên tương tự thì nó sẽ bể nó còn cái việc mà chúng ta so sánh đánh đổi giữa cái việc là chụp một cái tấm 3 x ở trên 15 pro max so với lại cái tấm 3 x từ cái ống này ở trên 15 pro thì chất lượng từ cái ống của 15 pro này nó cũng nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu nhưng mà Đối với mình nha, là cái sự nhịn hơn này nó không nhiều và sẽ nhiều bạn sẽ rất là khó để nhận ra được. Cái tấm 3X mà dùng từ cảm biến của 15 Pro Max với tấm 3X thực tế từ 15 Pro. Phần lớn người dùng bình thường sẽ không nhận ra điều đó. À, vậy thì có ít như vậy thì tại sao mình lại kể là cái vấn đề là mình không có uh, cần thiết mà mình phải quay lại 15 Pro. Đó là vì cái hoàn cảnh và những cái tình huống mình phải sử dụng đến 5X nó rất là ít. Thực ra là khi mà mình mới dùng cái Pro Max này Mình thấy nó có 5x Thì mình thấy thú vị quá Cho nên là mình mới Thường xuyên mình dùng Rồi mình zoom ra để mình chụp vậy thôi Nhưng mà thực tế Cái cuộc sống của mình Rồi những cái uh, tình huống của mình Rồi những cái tác vụ Mình hay dùng với điện thoại Hay chụp hình với điện thoại Thì gần như là mình không có zoom đến mức gần như vậy Mà mình chỉ uh, zoom ở 3x thôi là quá là đủ rồi Thậm chí là cái 3x thường mình cũng không dùng Hai cái ống mình hay dùng nhất Vẫn là camera chính Và cái camera góc rộng Khi mà cần chụp ở trong một không gian hẹp. Đó, còn camera chính trên 15 Pro và Pro Max thì nó tương tự như nhau, đó, cảm biến giống như nhau, tất cả thông số và tất cả những tính năng mới như HDR5 rồi uh, chụp trước lấy nét sau đều giống nhau và hoạt động một cách hoàn hảo. Vì ít sử dụng thôi, cho nên là mình cảm thấy không cần. À, và từ năm cái yếu tố mà mình vừa liệt kê vừa rồi đã giúp mình đưa đến cái quyết định đó là mình quay trở lại mình xài iPhone 15 Pro. Và ngay khi mà cầm lại cái iPhone 15 Pro sau khoảng 2 tuần sử dụng Pro Max thôi là mình cảm thấy một cái niềm hạnh phúc rất là lớn khi mà cầm nắm một cái điện thoại mà nó nhỏ gọn, nó vừa vặn và nó nhẹ nhàng như vậy à, với đầy đủ những cái tính năng cần thiết nhất. Rồi, đó là tất cả những chia sẻ của mình, à, cái quan điểm của mình khi mà mình chuyển lên dùng Pro Max xong phải chuyển lại. À, anh em đang dùng Pro Max thì anh em có cái cảm nhận giống như là cái việc sử dụng của mình hay không? À, và anh em khai thác được Pro Max ở những cái khía cạnh nào nhất à, còn anh em đang xài dòng Pro thì liệu anh em có nâng cấp lên 15 Pro Max hay không hay là vẫn tiếp tục với dòng Pro là 15 Pro mà thôi hãy chia sẻ thêm với mình bằng comment bên dưới nhé còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi mình là Long để từ tinh tế chấm